Thì đây là cái kệ mà Yến đã chuẩn bị xong ha. Đây là Yến sẽ sử dụng gọi là thiên tuế. Yến đã uống rồi, Yến sẽ uống một cái bên đây. Vào cái ở trên này ha. Sau khi xuống này xong, đây nha, điểm phủ cái phần ở phía dưới. Rồi. Yến sử dụng 3 bông hướng dương tượng trưng cho ngôi Ba Thiên Chúa ha. Sau đó sẽ sử dụng lan mokara đỏ. Rồi Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa để bàn thờ hen. Yến sử dụng 3 bông hướng dương tượng trưng cho ngôi ba Thiên Chúa hen, tông màu đỏ. Yến tản ra hai bên hen, nó rất là rực rỡ. Rồi chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa này. Nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, share, subscribe ủng hộ Yến hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo.